vừa xuất hiện tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là một giải đấu phong trào mới toanh mang tên Saigon Premier Basketball League SPBL. Giải đấu vừa bước vào mùa giải thứ 2 trong lịch sử tổ chức của mình. SPBL có tiền thân là Saigon Youth Basketball League, sân chơi dành riêng cho các đội bóng trẻ ở khu vực quận 2, quận 7 và Nhà Bè. Nhận thấy độ hút của giải đấu khá lớn vào năm 2019, SSA đã quyết định mở rộng quy mô giải đấu và đổi tên thành Saigon Premier Basketball League nhằm chào đón thêm hạng mục thi đấu tự do Open Division không giới hạn độ tuổi hay trình độ. Chính điều này đã giúp SPBL 2020 có chất lượng chuyên môn khá cao cùng với các đội bóng xịn như Saigon Heat cùng dàn cầu thủ nòng cốt chuẩn bị tham dự PBA Next Level Basketball với sự tham gia của cựu tuyển thủ Việt Nam Stefan Nguyễn Tuấn Tú. Ngoài ra, giải đấu còn có các đội bóng như On The Smoke, El Gancho và quận 54 với các vận động viên là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đội chủ nhà SSA với các huấn luyện viên đang công tác trong hệ thống giảng dạy của trung tâm cùng nhiều câu lạc bộ khác như Vietjet Air hay GHDC Squad. Ngoài ra, hạng mục trẻ của giải đấu U15 và U11 vẫn được tiếp tục duy trì nhằm tạo môi trường cọ sát cho các vận động viên nhí. Năm nay, giải có 6 đội thi đấu ở độ tuổi này bao gồm Saigon Gators, Taipei School, Học viện Your Life, SSA, AP3 và Next Level. Cơ hội cọ sát hoàn hảo không giới hạn quốc tịch, đẳng cấp hay độ tuổi. Đến với SPBL, điều dễ thấy nhất là sự đa dạng trong các vận động viên thi đấu đến từ nhiều nơi, nói nhiều thứ tiếng và ở độ tuổi khác nhau. Ngoài ra, thi đấu theo dạng league với tần suất thi đấu một trận mỗi tuần kéo dài trong 2 tháng cũng là điểm đặc biệt của Saigon Premier Basketball League. Nói về điểm nhấn này, huấn luyện viên Kevin Jerkes của Saigon Heat cũng là nhà đồng sáng lập SPBL chia sẻ. I've been in Vietnam, the competition structure outside of the VBA has been predominantly tournaments. So you'll see teams that will train for an extended period of time to play in a maybe 10 or 12 day tournament. Coming from a Western background, being an American, I believe in more frequent competition, playing once or twice a week. And so the idea behind the Saigon Premier Basketball League is to get kids, adults, to get people playing with consistency. We've got an open division playing tonight that you're here for. We've got a U15 division. In a few weeks, we'll be starting a Pee Wee division under 11. And we think, it is my opinion, that getting our kids and our players to play on a consistent basis will further their development. And we want it to, it's an open division. We open it to everybody. The better competition, the better it is. For the excitement of the league, for the players. Our players like playing in this because they get to match up against expats. The expats get to match up against professionals. And so the stronger the teams, the more people that play, the better for the overall development of the league. Dự kiến diễn ra trong vòng 8 tuần, Saigon Premier Basketball League sẽ tổ chức các trận đấu vào thứ tư hàng tuần tại sân bóng rổ SSA, 28 Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin về lịch thi đấu, các trận đấu cũng như kết quả sẽ được cập nhật liên tục trên fanpage chính thức của Saigon Premier Basketball League.